vị thân mến, chúng ta lại cùng gặp lại nhau trên kênh Thời sự Nhanh. Và trong vòng 24 giờ qua, đã có những thông tin nổi bật nào? Đâu đang là những thông tin thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận? Ngay bây giờ chúng tôi sẽ cùng truyền tải tới quý vị. Mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin chi tiết. Chuyện mặc cả xin bớt tiền hối lộ trong vụ chuyến bay giải cứu. Quý vị và các bạn thân mến, trong vụ chuyến bay giải cứu, tổng số tiền bị can Phạm Trung Kiên nhận hối lộ là hơn 42 tỷ đồng. Trong những lần người này nhận hối lộ, có doanh nghiệp đã phải mặc cả xin bớt. Trong số 54 bị cáo sẽ bị Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử trong vụ chuyến bay giải cứu hôm 11 tháng 7 tới. Ông Phạm Trung Kiên, cựu thư ký của một Thứ trưởng Bộ Y tế bị đưa ra xét xử về tội nhận hối lộ. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho rằng, từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 12 năm 2022, có 25 cá nhân lợi dụng chức vụ quyền hạn, nhiệm vụ được giao, nhận hối lộ hơn 164 tỷ đồng. Người nhận hối lộ nhiều nhất là bị can Phạm Trung Kiên. Theo cáo buộc, Bộ Y tế giao Cục Y tế Dự phòng tiếp nhận, đề xuất xem xét cho ý kiến việc phê duyệt kế hoạch tổ chức các chuyến bay theo đề xuất của Bộ Ngoại giao, chấp thuận cho các đoàn khách lẻ được về nước theo đề nghị của cơ quan tổ chức doanh nghiệp. Khi nhận được văn bản của cơ quan chức năng xin ý kiến về chuyến bay, lãnh đạo Bộ Y tế phân công Cục Y tế Dự phòng, trong đó Phòng Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm là đơn vị nghiên cứu đề xuất. Khi có kết quả xử lý văn bản, Cục Y tế Dự phòng duyệt dự thảo văn bản trả lời Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ và các đơn vị chức năng thông qua Phạm Trung Kiên, trình lãnh đạo Bộ Y tế ký duyệt, ký văn bản trả lời. Kết quả điều tra xác định khi thực hiện nhiệm vụ, ông Kiên đã yêu cầu đại diện các doanh nghiệp cá nhân chi tiền từ 50 đến 200 triệu đồng trên chuyến bay hoặc từ 500.000 đến 2 triệu đồng trên khách đối với chuyến bay combo và từ 7 đến 15 triệu đồng trên khách lẻ. Quá trình giải quyết cấp phép các chuyến bay từ tháng 2 đến tháng 12 năm 2021, ông Kiên đã nhận hối lộ 253 lần của 18 cá nhân và 62 đoàn khách lẻ với tổng số tiền hơn 42 tỷ đồng. Một trong số các chủ doanh nghiệp đã tìm kiếm ông Kiên vào hồi tháng 7 năm 2021 phải kể đến bị can Nguyễn Thị Thanh Hằng, phó tổng giám đốc công ty Blue Sky. Bà Hằng đỡ ông Kiên đồng ý giúp trình ký duyệt cấp phép các chuyến bay với yêu cầu phải chi 150 triệu đồng trên chuyến. Tháng 9 năm 2021, khi gặp bị can Lê Hồng Sơn, tổng giám đốc công ty Blue Sky, ông Kiên cũng đưa ra yêu cầu tương tự. Ông Kiên đã nhận 7 lần tổng số tiền 6 tỷ đồng của hai bị can Hằng và Sơn để trình ký cấp phép 40 chuyến bay. Một doanh nghiệp khác đã tìm đến ông Kiên vào tháng 8 năm 2021 là bị can Đào Minh Dương, giám đốc công ty cổ phần Visasun. Ông Dương đến liên hệ nhờ và được ông Kiên đồng ý trình giải quyết cấp phép chuyến bay cho công ty cổ phần Visasun, kèm theo yêu cầu phải chi 150 triệu đồng trên chuyến bay. Khi đó, Dương thỏa thuận xin bớt và được Kiên đồng ý giảm còn 100 triệu đồng trên chuyến bay. Trong quá trình giải quyết cấp phép các chuyến bay, bị can Kiên đã nhận hối lộ 3 lần, tổng cộng 1,1 tỷ đồng của ông Dương. Sau khi vụ án được khởi tố, ông Kiên đã chuyển khoản lại cho các cá nhân đại diện các doanh nghiệp tổng số hơn 12 tỷ đồng và số tiền này được nộp lại cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an. Trong số các bị can, ông Kiên là người nhận hối lộ nhiều nhất, nhưng trong cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao mới chỉ ghi nhận việc ông Kiên thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có thành tích xuất sắc trong công tác, chưa nộp tiền khắc phục hậu quả. Chủ họ 67 tuổi ở Bắc Giang chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng của hơn 60 người. Thưa quý vị, bà Nguyễn Thị Trâm, 67 tuổi ở thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang vừa bị cơ quan công an khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 7 tháng 7, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Trâm, 67 tuổi, trú thành phố Bắc Giang, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định bà Trâm đã dành uy tín của bản thân để đứng ra tổ chức chơi phường trong nhiều năm. Cụ thể, bà Trâm tổ chức 11 giây phường, mỗi phường có 17 đến 25 người tham gia. Những người trong giây phải đóng từ 2 đến 5 triệu đồng trên tháng. Tuy nhiên, bà Trâm chỉ dùng một phần nhỏ chi trả cho người chơi, phần còn lại chiếm đoạt cho mục đích cá nhân. Đến tháng 12 năm 2022, người phụ nữ này tuyên bố vỡ nợ để không phải chi trả tiền. Từ cuối năm 2020 đến khi bị tạm giữ, bị can Nguyễn Thị Trâm đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng của hơn 60 người. Cơ quan công an cho biết chơi phường có nhiều tên gọi khác nhau như hụi, họ,
bill. Đây là hình thức mang nhiều rủi ro hệ lụy và có thể biến tướng trở thành hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Do đó, Công an tỉnh Bắc Giang khuyến cáo người dân nên lựa chọn các hình thức đầu tư, tiết kiệm khác phù hợp và an toàn, đúng quy định pháp luật. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang thông báo người dân bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên quan đến bị can Nguyễn Thị Trâm thì trình báo tại đơn vị hoặc liên hệ qua số điện thoại 0975 374 328 để được hướng dẫn giải quyết. Làm sổ đỏ giả, lừa bán đất rừng chiếm đoạt tiền tỷ. Thưa quý vị, ngày 8 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tân Lạc, Hòa Bình cho biết đơn vị vừa làm rõ bắt đối tượng có hành vi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tân Lạc, Hòa Bình tiếp nhận đơn tố cáo của chị Bùi Thị P, sinh năm 1989, trú tại Hạ Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội, về việc Bùi Văn Tuấn, sinh năm 1991, trú tại xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, có hành vi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo chiếm đoạt 1 tỷ 419 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, Công an huyện Tân Lạc đã khẩn trương truy tìm, điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Bùi Văn Tuấn. Quá trình làm việc tại cơ quan công an, Bùi Văn Tuấn khai nhận đã làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa bán cho chị P với số tiền 1 tỷ 700 triệu đồng. Tuấn đã nhận được của chị P số tiền 1 tỷ 419 triệu đồng. Trước đó vào khoảng tháng 8 năm 2022, chị P có nhu cầu mua đất ở huyện Tân Lạc. Qua tìm hiểu các hội nhóm mua bán đất trên mạng xã hội Facebook, chị P có quen biết một người môi giới đất tên là Quang. Sau đó Quang đã giới thiệu chị P với Bùi Văn Tuấn. Quá trình trao đổi, làm việc, Tuấn đã dẫn chị P vào khu vực rừng phòng hộ tại khu Mường Phoi, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc và bảo là mình đang thu mua đất ở khu vực này được khoảng 5 hectare. Ngày 6 tháng 9 năm 2022, sau khi xem đất, hai bên thỏa thuận giá bán là 340 triệu đồng trên hectare. Tuấn và chị P làm hợp đồng đặt là 200 triệu đồng. Khi Tuấn làm xong thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì chị P sẽ thanh toán hết số tiền còn lại. Đến ngày 13 tháng 10 năm 2022, Tuấn tiếp tục yêu cầu chị P chuyển tiếp số tiền 30 triệu đồng để làm thủ tục đo đất và các thủ tục chuyển nhượng. Đến khoảng tháng 3 năm 2023, Tuấn nhắn tin cho chị P là đã mua được diện tích đất 5,1 ha và đang trong thời gian làm thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất sang tên Tuấn, sau đó sẽ làm hồ sơ chuyển nhượng cho chị P. Trong thời gian hợp đồng đặt cọc, Tuấn đã lên mạng tìm kiếm các trang làm giấy tờ giả và đặt làm một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang tên mình với số tiền 6,5 triệu đồng. Ngày 14 tháng 6 năm 2023, Bùi Văn Tuấn đã mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho chị P. Sau khi hợp đồng được chứng thực, chị P đã nhận được một bản hợp đồng chính và thanh toán cho Tuấn số tiền 1 tỷ 184 triệu đồng bằng hình thức chuyển khoản và hẹn đến ngày 1 tháng 7 năm 2023, Tuấn sẽ chuyển quyền sử dụng đất sang tên chị P. Tuy nhiên, sau nhiều lần liên hệ, Tuấn thoái thác không đưa giấy tờ cũng như không trả lại tiền cọc. Nghi ngờ bị lừa nên ngày 6 tháng 7, chị P đã nhờ người kiểm tra lại tính chính xác của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phát hiện ra là giấy chứng nhận giả nên đã đến công an tố cáo Bùi Văn Tuấn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.